ngưỡng máy lên một chút xíu nữa, ngưỡng máy lên chút xíu, thêm chút xíu, đúng rồi, đẹp rồi đó, rồi đẹp đẹp dữ dằn luôn. Hôm nay rõ ràng nè, thì hôm nay chắc là trong cái môi trường ấy quá, trong cái môi trường khác quá hay sao, mà kỳ trước là do mạng hay sao nó không được rõ, chứ kỳ này rõ lắm nè. Cũng bình thường thôi mà, nhà cũng xài có một loại đó thôi, một À loại mạng à cũng không loại đó thôi, đâu có dạ thay vậy đổi gì đâu. là cái việc mà kết quả thì đương nhiên là chị cũng 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 xem hết qua cái buổi mà em trò chuyện rồi chị ha. Xem rồi, xem cái phần kết quả thì em bên đó xem rồi. Dạ thì theo em nghĩ chắc là chị cũng không bất ngờ gì, bởi vì ngay từ đầu thì chị cũng đã nhận định như vậy rồi. Thì không bất ngờ, từ vì lúc đầu chị nói tướng Mỹ rồi, là khoa học là rõ ràng nhất, nhưng mà cô nói là cô cứ sợ bị ảnh hưởng do vô máu vô đồ đó, Dạ. thì mình làm tiếp theo, với lại theo yêu cầu của cộng đồng mạng thì mình cứ làm tiếp tục thôi, coi nó như thế nào, Dạ. thì kết cũng ra đúng là như vậy thôi. Dạ. Thì sau đó đó em có hỏi trung tâm thì chắc là chị cũng nghe trung tâm giải thích là người ta nói đó là nếu ví dụ như là những người vô máu nhiều và nghi ngờ do máu thì mình đừng có lấy máu, đừng có lấy máu để thử mà mình thử cái khác, nhưng mà cô Linda đâu có lấy máu đâu sợ. Thì đâu lấy máu đâu, ý cái cô trong đó giải thích là nếu như mà vô máu thì mình không thử bằng máu, mình thử cách khác, thì Dạ. có nghĩa là thử bằng tóc hoặc là nước miếng hoặc là móng tay, thì nó đâu có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề mà vô máu đâu. Dạ. Rất là đáng tiếc chị ha, thấy cộng đồng ai cũng buồn hết trơn á, đa phần là buồn á. Thì ai cũng tiếc hết, chính chị đây chị cũng tiếc nữa, tự nhiên bấy nhiêu lâu rồi tìm không có cái gì hết, tự nhiên cái lòi ra cô nói cô ở tuốt vùng xa rồi không biết xài điện thoại, rồi lại nói y ngay tên ông già nữa, thành ra nghĩ ra là chắc cô rồi, chứ cũng ai có nghĩ mà điền vòng mà 2-3 lần thử DNA mà cuối cùng cũng chợt hết, không có cái nào dính được hết. Dạ, vì thật sự mà nói là vì vui mừng quá mà thành ra hụt hẫng chị ha. Thấy người ta tìm sao thấy hay quá, người ta nằm dưới đất rồi mấy chục năm rồi mà cũng còn tìm được mà sao không hiểu là lý do gì. Ồ, có một cái cô tên là Lê Hồng hay Lê Hương ở trên cái bình luận đó, thì cô có nói là hồi xưa ở trong quán quán bar Song Hỷ có một người tên là Hạnh, nhưng mà cô là người phụ ở đằng sau bếp chứ, thì cô đó tên Hạnh. À. Thì cô này nói với chị là nếu có về Việt Nam thì xuống ngay con đường Lý Thường Kiệt để kiếm bác Lâm chủ quán bar Song Hỷ để À. hỏi thăm Hạnh này. Thực À. tình ra là chị cũng có ghé thăm nhà bác Lâm 2 lần, À. chị cũng có ghé thăm bác Lâm là chủ quán bar Song Hỷ hồi xưa đó, Ừ. thì cũng có với bác Lâm là hồi đó bác làm như vậy, rồi bác có biết là con của ai không, thì bác nói là nghe nói mày con nuôi chứ còn thực tình ra bác cũng chẳng biết là mày con ai. Là chị cũng có ghé thăm nhà bác Lâm chủ quán bar Song Hỷ rồi, Ừ, vậy chứng tỏ rằng là cô đó nói có cơ sở đúng không chị? đúng đúng là bác Lâm là chủ quán bar Song Hỷ là đúng, hiện giờ bác đang ở trên đường Lý Thường Kiệt ở ngay đầu hẻm nhà chị. Dạ. Thì cũng hy vọng á, là qua cái lần bày tỏ này biết đâu được có những người liên quan đến Bác Lâm vào thời điểm đó chị ha. Ví dụ như nhân viên của cái thời điểm đó. Rồi có ai biết được thì sẽ báo cho mình. Và Thì hơn chị nữa cũng thì là đó cũng mới chỉ là nghi vấn thôi đúng không chị? đúng rồi, thì chị cũng hy vọng là như vậy, Dạ. chứ cô Linda thì ba chị là cứ thẳng đường là không phải, Dạ, không ấn không tượng. phải. Ừ. Còn cái vấn đề mà nói cho tiền đô á, đó là như vậy, từ vì cách đây chị cũng có một cái chú đó tên chú Hoa, thì chú có đăng cái hình của chị lên trên cái Facebook nào đó là chú tìm chị đó, thì có một cô bạn mới mới coi được cái tin này mới gọi cho chị nói là có một chú đó tên như vậy kiếm kiếm hàng, thì chị mới gọi, thì chú ở Cali á, chú nói á, là cái vấn đề tiền đô hồi xưa nó là như vậy, có nghĩa là lính vẫn xài tiền đô có, nhưng mà không phải là cái đồng đô xanh ở Mỹ mà là cái đồng đô đỏ, là cái màu nó hơi hồng hồng giống như tờ giấy 200.000 bây giờ đó,
thì là có xài đồng đô như vậy, là cô Linda nói đúng chứ không phải là nói sai. Nhưng cô không nói rõ là đô đỏ chứ không phải là đô xanh, không phải là xanh ở Mỹ. Thành ra khi chị hỏi ba chị nói là đâu có được xài tiền xanh ở Mỹ đâu. Cô cũng nói đúng đó chứ cô không có nói sai. Vậy thì sẵn đây thì giải đáp cái thắc mắc đó luôn. À, bởi vì là hôm bữa chị nói rằng là lính không xài tiền đô, à, thì có thể rằng là do mình chưa có nói cặn kẽ rằng là đô xanh hay là đô đỏ. Đúng rồi. Còn cái ADN của cô á, ở bên Mỹ á, thì có kết quả rồi. Nhưng mà cái máy hôm rồi chị để quên bên nhà ba, cho nên chị chỉ in ra được cái này là hai trang chính. Cái này là cái lý lịch của cô, là nó cho cô là người Việt Nam và like những cái gì trong đây. Đây là 86% là người Việt. Còn cô like người Đài với lại sao ở bên sao Trung Quốc, là cô like như vậy. À, là Và cô đi cô có cao trùng ha. khớp. Đúng, cô có trùng khớp với ba người. Cô có À. trùng khớp với ba người, nhưng mà ba người này không phải là con của cô, mà cũng không phải là chị luôn, mà là cái cô này tên Vi Phạm, ở cái đời thứ hai thứ ba, thứ hai thứ ba của cô đó. Có nghĩa là đời cô rồi tới một đời nữa, rồi mới tới một đời nữa, là cô khớp với ba người À. Đời đó. nữa có nghĩa là giống như kiểu là con cháu của cô Linda á chị. Con của cô Linda hiện giờ đang ở Mỹ là ba người. Chị À. lấy ba các ba cái người này gần nhất, còn đời thứ năm thứ sáu thứ bảy thứ tám chị không có in ra. À, có ba người đó là đời thứ ba. Có ba người này là gần nhất. Như vậy á, thì chiếu theo cái ADN này á, thì á, chị cho ra một cái kết luận, đây là chị thôi nha, chị cho ra cái kết luận là máu cô không có thay đổi gì hết. Tại vì nếu mà máu cô mà có thay đổi, mà nó có thay đổi cái gene, thì cô không thể nào khớp với mấy người này được đó. Nếu như mà thử ADN ra đó mà cô không có khớp với một ai hết đó, người ta chỉ chứng minh cho cô biết cái bản thân của cô là Việt Nam như thế nào có like cái gì hay không. Còn cái vấn đề mà cô có khớp với người ta chứng tỏ là cái gene của cô không có thay đổi. Mà cô lấy tóc lấy móng tay mà đâu có liên quan tới máu, thì bên trung tâm hôm trước họ đã giải thích mọi Thì đúng. cái điều đó rồi. Bởi vậy cho nên chị trông vô cái kết quả này nhiều lắm, từ vì cái kết quả này nó cho rất là rõ tới 10 đời rồi. Ai mà làm ADN của cái công ty này rồi, nhất là mấy người like bên đây, là đa số người ta đều làm công ty này hết, họ nhìn đây là họ biết rồi. Vậy chị trông rằng nếu như cái kết quả ra mà cô không có một cái gì hết, chỉ là cái chứng minh cái cô là nguồn gốc như thế nào thôi, thì là chị sẽ thử một cái đặc biệt khác với cô. Nhưng mà cô có trùng khớp với ba người trong gia đình, như vậy là chứng tỏ là cô không có bị thay đổi cái gene gì Có nghĩa là cái gen nó vẫn hoạt động bình thường, cái gen nó hết. vẫn báo cáo bình thường chứ không có bị ngắt ngắt quãng hay là không có bị lỗi lầm gì trong cái gen hết. Đúng rồi. Rồi trong cái những cái cây này thì có rất là nhiều cô chú lớn tuổi coi đó, nhất là mấy cô đó, nói là mấy bác ở cái tuổi giống như mẹ chị đó, thì không biết là tìm trên Facebook của chị hay là cũng có một số hình như có liên lạc với kênh Thú Vị đó, thì cũng có nói chuyện với chị, thì mấy cô cứ nói là thấy thương con quá, muốn nhận con làm con nuôi. Thì chị có nói là chắc là có cái cơ hội nào chắc là con thử hết mấy bà mẹ nuôi này, coi thử cái trong bằng bà mẹ nuôi có bà nào bà mẹ ruột không. Cái Tại có một cô hỏi chị chứ tại sao lại con lại nghĩ như vậy, thì chị mới nói là biết đâu được mấy cô không có muốn ra mặt, cho nên cứ nhận con là con nuôi để cho nó có cái lý do để gần con, cho nên khỏi nhận con. Thành ra bữa nào con sẽ thử hết mấy bà mẹ nuôi thử coi. Thì cô đó hỏi chị chứ vậy chứ chị có bao nhiêu bà mẹ nuôi, chị nói là con có 30 bà rồi, ba chục người mẹ nuôi rồi, là những người chưa thử, còn những người đã thử rồi là chị không tính đó. Cái điều đó đó chị nói thì bỗng dưng em nghĩ đến cái việc này nè, là hôm qua đây em mới kết nối được cho gia đình gặp nhau với cái chị Lan Anh ở ngoài Huế. Chị Lan Anh, đúng Thì rồi. sáng nay em mới phát sóng thì gia đình có phân trần rằng đó là gia đình cũng không có dám kiếm nữa, bởi vì trước đây đã giao giao hẹn với người ta rồi, đã có giấy cho con cho người ta rồi, cho nên là gia đình bây giờ kiếm là chẳng khác nào là mình lật lọng này kia. Thì
dựa trên cái cơ sở gọi là cái danh chứng môn thuận thì đúng thực sự là vậy. Bây giờ đã viết giấy cho con, giao hẹn với người ta cho con rồi mà bây giờ mình còn kiếm nữa thì cái điều đó là theo Tuấn Vĩ nghĩ là nó sai quy tắc. À, tuy nhiên đó là về cái tình cảm thì mình xét về tình thì khác, nhưng mà xét về lý là sai đó. Cho nên là khi mà đã cho giấy cho con rồi bây giờ kiếm lại cảm thấy rằng là nó không có đúng. Nên là biết đâu được trong những cái người mà muốn làm mẹ nuôi của chị đó là có mẹ chị không chừng đó. Thì chị cũng có nghi vấn một người, chị có nghi vấn một người, chị có yêu cầu cô làm ADN, nhưng mà cô cứ nói là cô đâu có bà con gì đâu mà cô phải thử ADN. Thì chị nói một cái ADN không có mất cái gì của cô hết, thì cô cứ cho con thử đi, nhưng mà cô vẫn chần chừ. Đó. Nhưng mà chị không biết tại sao, nhưng mà mỗi một lần cô gọi chị, cô nói chuyện là cô lại khóc. Chị không hiểu tại sao mà nói cô cho con làm ADN đi không. Nhưng mà chị cũng sẽ cố gắng thuyết phục cô, nhưng mà cô cứ nói là cô nói với con là cô không có cái gì hết, nhưng mà cô không muốn thử thôi. Cô cứ nói như vậy. Cái đó thì thật Nhưng ra mà do cảm nhận của đôi bên, em cũng không có rành về chuyện đó, mà gọi là để mà đánh giá sơ bộ đó thì thấy cái mỗi lần mà cô gọi cho chị mà cứ khóc như vậy thì cũng không biết là có gì hay không. cũng giống như cô Linda cứ khóc như vậy, thành ra thật ra lúc ban đầu á, chị thấy cô Linda khóc chị sợ là trúng ngay mẹ ruột của chị, nhưng mà bây giờ tới cái cô này cũng hay khóc như vậy thì chị cũng không biết làm sao, giống như là Em nghĩ hai người khác nhau nha chị, hai người khác nhau. Bởi vì ở cái chỗ đó cô Linda đó là cô chủ động, cô nhận chị thì cái chuyện đó lại là khác. Nhưng mà cô bên đây á, thì lại lại là trong cái tình huống khác là không nhận chị là con, thì đó là hai cái việc nó khác nhau hoàn toàn. Mà nếu mà gọi là để mà nghi ngờ thì đúng thật sự là có điểm nghi ngờ đó chị. Còn cái tình huống thì hai người khác nhau lắm. Cô Linda thì bởi vì là cổ nhận chị là con cho nên cổ khóc là chuyện bình thường. Bởi vì cổ có thể là chị giống con của cổ quá, cổ khóc là chuyện bình thường. Nhưng mà cái người này nè, không nhận chị là con mà khóc đó thì mới là lạ đó. nhưng mà người người này Tuấn Vĩ cũng biết rồi, Em cũng đoán rồi. Em cũng đoán rồi. nhưng mà chị chưa dám nói lên đây, tại vì nói ngay cũng còn phải có sự đồng ý của cô nữa, Thì đó. còn con gia đình của cô lên chị không dám. Nhưng mà chị cũng có nói chuyện với cô mấy lần, Thì cá nhân em cũng vậy, thì cái bằng chứng đó em vẫn còn giữ đây chứ em đâu có đưa lên đâu, khi nào mà cô chưa đồng ý thôi em đâu có đưa. thì có vậy. Nhưng mà trong cái thời gian này, nếu mà thực sự mà còn có những cô bác nào mà vẫn có những cái khả nghi hoặc là muốn làm ADN với chị thì chị vẫn tiếp tục làm. Sẵn sàng vậy Chị hả? lúc nào cũng sẵn sàng làm, cũng giống như cô Linda Kim đó, là thử một lần, hai lần, ba lần, nếu có cái lý do gì chính đáng là mình vẫn thử. Đó. Rồi những cái ADN trước đó của mấy cô kia là ra kết quả là cũng không có đúng. Như cô Quýt rồi, anh Thành ở Houston, anh Thành Houston thì không dính tới chị, nhưng mà đã tìm ra được cái người bà con của anh rồi. Vậy cô Quýt không trúng, rồi cô Vương cũng không khớp luôn. Đó rồi cô Út ở Củ Chi cũng không không dính không dính được cái gì hết, không ai dính hết. Em nghĩ đó chị, thì cái việc mà cô Linda Kim mà có quan hệ huyết thống với đời thứ ba là ba người và hiện tại đang ở nước ngoài, thì không biết là ba người đó có gọi là cháu của cô hay là chắc của cô theo chị. Cái này chắc hình như là Đời thứ ba thì đời thứ ba thì chị nghĩ là chắc là con của chị em gì bên nhà cô á, giống như con của chị em gì của cô đây nếu mà con bà của đây. chị em thì nó quá gần rồi, con của chị em thì nó quá quá gần, ví dụ như là còn biết cháu nữa là khác, còn biết tên tuổi trong nữa là khác. trong đây nó để rất là rõ luôn là đời thứ hai dịch qua đời thứ ba thôi, nó có cái số xương tỷ là 121 cm, rất là gần luôn, giống như chị với lại một người chị gái của chị ở bên đây đó, là con đời trước của ba chị đó, là
hai chị em rồi cái cô này có con là con của cổ thử ADN là dính vô với chị là đời thứ hai thứ ba Dạ. đó, thành ra chị không biết là có nên liên lạc với mấy người này cho cô không, hoặc là những người này cô cũng đã có liên lạc rồi, tại vì hôm rồi cô nói là cô có bà con bên Mỹ mà. Theo em nghĩ đó thì là có thể rằng là nếu đang còn gần như vậy thì không có lạc nhau và còn vẫn có thể biết nhau, và thậm chí nữa là tên tuổi có đầy đủ nữa là khác. Ví dụ như là con của chị cô Linda hay là con của con bác cô Linh của cô Linda này kia thì nó cũng đang còn quá gần, chứ không thì cứ đăng lên, thì cứ đăng lên, ví dụ như biết đâu được thì qua cái việc này người ta tìm được cô không chừng, nếu có thất lạc. Đây là cô Vi Phạm nè, một người tên là Vi Phạm, một người tên là Action. Cái này là giống như người ta lấy cái tên thôi mà cái tên thật của họ không có bỏ lên. Còn một cô tên Cathy, Cathy Howard. Hai người, một người tên tên Việt Nam vẫn còn giữ Việt Nam, còn cái đây người Mỹ mang tên Mỹ. Còn đây thì họ không có cho tên ra mà họ chỉ lấy đại một cái nickname hay một cái gì thôi. Cái Nhưng biệt cái hiệu này thì biệt danh. cái này chắc để gửi về cho anh khỏe, nhắn về cho anh khỏe, nói anh khỏe hỏi cô coi là cô có muốn liên lạc với mấy người này không, nếu mà cô đồng ý thì chị gửi email cho họ để cho họ biết về cô, nếu như cô chưa biết thì chị sẽ liên lạc giùm cô, từ vì cái này trên đây chị chỉ đi email được thôi chứ chẳng có gọi điện thoại được. Em cũng ngại phiền cô nên em không có dám gọi, bởi vì hôm trước thì thấy cô cũng nói là giống như kiểu là lần này nữa thôi hay cái gì đó đại khái vậy, nên em cũng thấy rất là ngại, em không có dám liên lạc thêm. Mới hồi hôm qua chị có gọi hỏi thăm cô nhưng mà cô đang bận đám tang, đang đi đám tang xóm, thành ra chị không nói chuyện được với cô, nhưng mà hôm qua chị có gọi. Chị có gọi hỏi thăm cô như thế nào. Thì anh khỏe nói là cũng qua nhà khỏe ăn cơm nhưng mà cũng không tỉnh táo lắm, cứ buồn 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 như vậy. Rồi. Thấy thường quá. Và bây giờ chị cũng không biết làm sao. Bữa nào về chị em mình lên thăm cô ha. Bữa nào về. Thì nếu thì ghé thăm cô chứ cũng đã hứa với cô rồi mà, thêm một bà mẹ đâu có sao đâu, chắc mai mốt chắc là chị khỏi đi làm mấy bà mẹ nuôi nuôi hết. Mẹ ruột thì không thấy, mà mẹ nuôi thì được cái là trời cho, nên mẹ nuôi Không quá đủ. quá trời mẹ nuôi luôn, từ miền Tây tới Đồng Nai rồi tới Hà Nội rồi Sài Gòn cũng có nữa. Rồi giờ cô ở tuốt dưới cái gì, cô ở cái gì quên rồi, Bình Bình Phước hả, Bình Phước ở Bù Gia Bình Mập. Phước, quá trời luôn, quá trời mẹ nuôi luôn mà mẹ ruột không biết đi đâu nữa. Nhiều lúc chị nghĩ không biết là không biết có cái lời thề gì mà tới mức độ như vậy, hay là có khi nào bà chết rồi chúng ta mình cũng không biết được nữa. Nhưng mà nếu như mà bà có kể cái câu chuyện này cho gia đình nghe thì ít ra trong gia đình cũng phải biết chứ, chẳng lẽ cả gia đình bà không có ai coi tivi, không có ai coi gì hết sao? Thì bởi vậy mới lạ ha. Mà câu chuyện của chị là không phải một cái câu chuyện đơn thuần nhỏ nhỏ, mà dường như là cái sự lan tỏa trên kênh của em đó, thì là câu chuyện của chị là một trong những câu chuyện gọi là cái sự lan tỏa rất là mạnh. Mà nói không có tung tích gì thì thật sự mà nói là cũng không biết bằng cách nào hơn nữa. Bởi vậy không biết lý do gì mà tới chú Hoa mà ông coi mà ông tới ông chụp hay ông gửi đi tìm nhưng mà người ta còn tìm được mà tại sao à? Bà mẹ này bà trốn ở đâu chẳng hiểu nữa, hay là bà có gia đình riêng cho nên bà ngại cũng không hiểu. Cũng cũng đôi khi cũng có thể có như vậy, thì cũng hy vọng rằng nó là càng ngày thì mình có thể cập nhật lên đến cái duyên, đến đủ lúc rồi có thể xem được không chừng. Hoặc là lâu nay bà không xem, bà ở cái vùng nào đó hẻo lánh này kia, mà riêng chị thấy đó, cô Linda đã hẻo lánh như vậy mà còn biết đến câu chuyện của chị, mà không biết mẹ chị ở đâu mà không lên tiếng, không biết. Bởi nhìn vô cái ADN của cô thấy tại sao có đời thứ hai thứ ba mà không nhích lên một đời nữa, nếu như mà nó nhích lên một đời nữa là đời con của cô là khỏe rồi đó, là tìm ra được vậy. Đúng rồi. Chứ cái vi phạm này mà trời mà thương mà đổi cái cô vi phạm này mà để đời thứ nhất nó để dưới đây là con với mẹ là khỏe rồi. Thì đúng rồi, nếu vậy mình không có mà băn khoăn gì nữa hết trơn.
là coi như là tìm được con cho cô mà cũng giải đáp được cái lối suy nghĩ là về cái gen của cô không có bị thay đổi cái gen cái gen. Em thì là em tin vào khoa học vậy, em ngay từ buổi ban đầu em không nghi gì hết trơn, em không nghi ngờ gì cả. Thì đối với cộng đồng thì đôi khi chỉ cộng đồng e ngại là nó lẫn cái mẫu thôi, lẫn mẫu thôi, chứ còn gen thì không sai, nhưng mà sai là sợ lẫn cái mẫu hoặc là có cái sai sót nào đó, thì em cũng hiểu điều đó. Cho nên là cá nhân em thì em cũng phải quyết tâm cho bằng được, em lên tới nơi là chị biết rồi đó, bởi vì trong thời điểm đó thì em cũng cảm thấy là nó hy vọng nhiều quá. Em thấy bây giờ mình mà không làm, thấy bỏ qua cái cơ hội đó thì không biết có cái cơ hội nào mà nó giống, nó trùng khớp được như vậy nữa hay không. Đúng rồi. Thì thôi bây giờ cô có buồn hay cô có như thế nào thì cũng phải chịu thôi chứ sao giờ thì cứ chị cũng hứa với cô là chị sẽ gọi về hỏi thăm cô thỉnh thoảng thường xuyên. Chị rảnh là chị gọi về kể nói chuyện năm câu cũng được để cho cô vui chứ còn những người khác á thử ADN á thì không biết tại sao là chị không có bị mềm lòng giống như vậy nhưng mà cái lần này là chị bị mềm lòng thực tình là như vậy là cô điểm ngay mặt chị khi cái video thứ nhì á là con này 51 năm đó là cái câu đó cứ nằm mãi trong đầu của chị cái câu đó. Cô nói mấy câu mà cộng đồng cũng rủng rúng luôn, ai cũng nghĩ đó chắc chắn rồi, chứ đâu có ai nghĩ mà cái ADN nóng ra. Cá nhân em đây mà em mừng thầm trong lòng, em thấy đúng là trời không phụ lòng người, em cứ nghĩ trong lòng vậy đó, mình cứ ráng làm đi rồi có ngày ông trời ông sẽ đền đáp. Ai ngờ đâu hai kết quả nó trái ngược. Cái hôm ở bên nhà ba đó thì hôm sau ngồi ở đằng sau vườn chơi nói chuyện chị có nói với ba là ba suy nghĩ kỹ chưa, ba có nhìn kỹ cái cô đó hôm qua không, ba nói ta nhìn kỹ chứ, cái hỏi vậy chứ chẳng lẽ ba không có cái cảm giác, ông nói không, ông không có chắc chắn, vậy chị hỏi là không chắc chắn hay là chắc chắn, ông nói ông không chắc chắn nhưng mà ông biết rõ là không phải bà đó. Tại vì cũng chị cũng có cái suy nghĩ hơi 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 hẹp một chút xíu là chị nghĩ rằng nhiều khi có bà vợ ông ngồi đó rồi nhiều khi ông ngại hay không đó nhưng mà ngày hôm sau hỏi thì ông nói không không ngại gì hết mà bà cũng vô tư lắm bà cũng chẳng nói năng gì hết nè. Mấy ngày sau vui vẻ bình thường Chuyện quá khứ mà bây giờ sao? với thấy bà cũng không có hẹp hòi và cũng không lắm. Điều đó là Cái cái tánh điều bạn chỉ mừng ha, chỉ mừng, chỉ đỡ phải băn khoăn trong lòng ha. thì đó nhiều khi nói chuyện với ba lúc trước á, lúc mà mới mới như mới về nhà ba lần đầu lần thứ nhì thì cũng có hơi e ngại chút xíu cũng dè dặt nhiều khi nói chuyện cái gì mà tới ba mẹ đó muốn hỏi ba chứ không dám hỏi ngay trước mặt bà cứ đi ra ngoài cái ngoài đằng sau vườn hay là đi đâu riêng với ba cái hay hỏi thì ba nói là không sao con cứ hỏi tự nhiên thôi con không cần thiết là con phải đi ra ngoài hay đi đằng sau vườn ba nói là cái chuyện đó không có có ảnh hưởng gì tới hết cho nên con cứ hỏi bình thường không có gì hết nhưng À mà thôi. thôi thì Dạ. bây Coi giờ cái chuyện lên đà kim nó đã lỡ qua rồi thì bây giờ chị vẫn phải tiếp tục làm thôi tiếp Dạ. tục cái con đường đi tìm mẹ thì ở trên mạng đây thì chắc cũng có nhiều cô chú lớn tuổi cũng đã khóc cũng nhiều về cái câu chuyện của chị rồi thì không biết nói làm sao với mấy cái tấm lòng thương người của chị như vậy với chị như vậy thực tình chị cũng không biết làm sao để mà nói cho hết giải thích cho hết được thôi thì cũng cảm ơn cô chú, những người lớn tuổi rồi những người anh chị em bằng tuổi chị hoặc nhỏ hơn chị cũng đã theo dõi cái kênh của mình. Thôi thì cũng cố gắng đồng hành với chị thêm thời gian sau này còn lại đi kiếm bà mẹ coi như thế nào. Đúng, thực sự là câu chuyện của chị đã lấy đi nước mắt của rất là nhiều người. Nếu gọi là đó là một cái sự mà yêu thương thì đúng, thực sự là cái yêu thương của chị là được đong đầy đó, được đong đầy, được cộng đồng cả hàng triệu con tim từ khi mà theo dõi câu chuyện đến đến nay là nhiều người cầu nguyện, nhiều người đã
trao cái gọi là cái tình thương đó cho chị rất là nhiều, nên đó cũng là một cái niềm hạnh phúc. Bên cạnh đó đó thì thông qua cái buổi trò chuyện này, Tuấn Vy cũng rất là cảm ơn các cô chú và các anh chị cũng đã tích cực để lại những cái comment mang tính là xây dựng, cũng như là mang tính là để góp ý, cũng như là để mà đưa ra những cái giả thiết để cho chúng ta có thể nhìn nhận một cái cách gọi là nó khách quan. Nên là rất là cảm ơn tới cô chú anh chị trên cộng đồng. Và có một điều ở cô Linda đó mà Tuấn Vy chưa công khai, đó là cô hay thích hát lại nhạc xưa lắm, mà hôm bữa ngồi ăn chicken á, chicken wing á, là cô hát mấy bài lần đó mà Tuấn Vy thấy cũng hơi ngại ngại, đang đi tìm con mà đôi khi hát hò này kia vậy em cũng ngại ngại cho cô nên em không có đăng, chứ cô hát hay lắm. Thôi kệ, nhiều khi hát hò như vậy cho cô quên bớt cái buồn của cô Dạ thì cũng là một cái cách. em sợ lời qua tiếng lại đó. Tuy nhiên đó là cũng có người đồng tình và có người không. Có người nói sao mà tìm con gì mà ngồi hát khó trời vậy. Em sợ người ta nói vậy nên em cắt em không có đưa lên. Chứ cô hát hay lắm. Con đường xưa Chị có em đi này. Tôi bị nói đi. Con đường xưa em đi, rồi là qua cơn mê, rồi là mấy bài cái gì mà trên bốn vùng chiến thuật này kia đó, cô hát mấy bài lần đó, vui lắm. Thuộc hết luôn à. Dạ, cô thuộc nhiều bài nhạc lính lắm. Hôm bữa chị đọc ở trên cái bình luận á, cái hôm mà Tuấn Vĩ đưa cái kết quả đen bên Việt Nam ra đó, ở bên Sài Gòn ra đó, thì chị đọc có một số anh chị em nói rằng chuẩn bị ăn cơm mà nghe kết quả không đúng cái thôi buồn quá không ăn cơm luôn, À, bỏ cơm. thương rồi thấy thương ghê. Rồi có người nói là ngóng 2 3 ngày đi làm về cái là mở tivi lên ngồi ngó thử coi chờ có không, có tin của Tuấn Vĩ không, thấy sao mà cái chuyện của mình mà làm cho cả cái đồng cộng mạng vậy, có người thì bỏ cả ăn cơm chiều Dạ. rồi nghiệp. Em cũng thấy có người nói đó là tính đi làm sớm nhưng mà thôi coi đã. Coi đã phải đi làm sao. Chắc nếu mà tiền không ra mẹ ruột chắc nhận hết cộng đồng mạng là mẹ nuôi luôn khỏi tiền. Thấy thương hết sức luôn. Chứ thật tình bây giờ tìm cũng tìm dữ lắm rồi mà không biết là, thật tình nhiều lúc chị nghĩ là không không còn không biết còn cái cách nào mới hơn nữa để mà đào bới ra cho được bà, không biết tại sao nữa. Dạ thì Tính ra là tính tính ra là chị cũng đăng nhiều đài lắm rồi. dạ đúng rồi, chị đăng nhiều chỗ, nào là báo chí, rồi là nhào là kênh này kênh kia, có nhiều kênh đó thì là kể cả chị không đăng, chị không có liên hệ với họ nhưng mà họ vẫn lấy cái cốt truyện của chị để họ đưa lên, thì em thấy cái điều đó thì cũng rất là tốt. Và hơn nữa là em thấy đó là cũng một cái cách mà lan tỏa, và đặc biệt nữa là cái câu chuyện của chị là thật sự là một cái câu chuyện xúc động, nên là em thấy các cái kênh khác này kia đó chị cũng nói về cái việc này. Rồi. Với lại chị cũng quen biết nhiều cái nhà báo hồi xưa giúp chị đó. Tới giờ phút này mấy cô bạn nhà đó cũng dễ thương lắm, cũng thỉnh thoảng cũng hay nhắn tin hỏi thăm chị. Rồi hôm rồi cũng có mấy cô cũng có coi cái đài kênh của Tuấn Vĩ đó, cũng nhắn tin hỏi chứ chị Hằng ơi mẹ chị sao rồi, kết quả sao rồi. Nhưng mà lúc đó chị đâu có kết quả đâu mà trả lời được, thì cứ nói chưa có gì hết em ơi, chưa có gì hết em ơi. Mấy cô bé đó cũng dễ thương, cũng tội nghiệp. Mà thật tình ra hồi xưa thì chị cứ đổ nhào về cái miền Tây không, chị đâu có biết. Thành ra bây giờ biết ở ngoài Huế rồi thì chị nghĩ là lên cái tiếng nói như vậy chắc là, nếu mà bà mẹ nào mà thật tình mình là người Huế mà mình cũng đã mang cho gửi con hay là cho con đài về đi, nói thẳng lựa là như vậy. Mà ở Sài Gòn thì cứ thử ADN. Thật ra cái vấn đề thử ADN thì cái lệ phí là con lo, chứ giống như là mấy bác mấy cô không có lo. Thành ra cứ yên tâm cái điều này, cứ đi ra thử ADN. Còn nếu cứ mà cũng giống như mình đã nói từ lúc đầu, nếu mà không có muốn đăng lên đó thì cũng không cần thiết phải đăng lên. Em cũng thấy lạ lùng ở cái chỗ là chị có nguồn gốc ở Huế ha, giật mình về cái điều đó ha, quá kỳ vọng đúng không chị? Thì đó thì bởi hồi xưa tới giờ chị nghĩ chị người miền Tây,
Nhưng mà sau này thì khi mà thử cái bên cái công ty này thì nó cho chị biết rõ là ở Thừa Thiên Huế, gốc Huế. Thì đó Thì bởi vì là ông xã chị cứ ghẹo, chị cứ nói hèn chi mà ăn cay như két. với thấy lạ lạ cái chỗ đó đó là nguồn gốc chị là nguồn gốc Huế mà cô Linda cũng ở Huế luôn mới mới là kỳ vọng. Nhưng mà bên mẹ nuôi chị vẫn cứ nói rằng là bà nói giọng Nam. Thì giọng Nam có thể là vào trong Nam thì nói giọng Nam giống như Tuấn Vĩ đây cũng vậy nè. Tuấn Vĩ vào đây cũng mới có hơn 20 năm chưa nhiêu thì bây giờ cũng nói giọng Nam như vậy chứ còn gốc thì cha mẹ rồi gia đình còn ở ngoài Nghệ An hết. Thì cái việc đó thì cũng không sống đâu thì nó quen đó chị. Thì bên nhà cứ nói là không, bà người Nam, bà nói giọng Nam. Chị nói nhưng mà con đã thử rồi, con thử rồi thì kết quả ra là con là Thừa Thiên Huế, với gốc mẹ con là người Huế. Nhưng mà bên nhà cứ nói là vậy thì không biết, nhưng mà khi xưa là nghe nói tiếng Nam. Hoặc là gốc đó chị, gốc có thể là ba mẹ tức là ông ngoại ông bà ngoại của chị à, hoặc là ông cố bà cố ngoại của chị ở ngoài Huế chứ không phải là riêng gì mẹ của chị đó thì thấy vậy thì mình cũng biết vậy mình suy đoán vậy thôi à, chứ còn bây giờ nói để mà cái phạm vi kiếm thì là miễn nghe tin ở đâu thì mình tiếp nhận ở đó chứ cũng không có nhất thiết là phải ở ngoài đó à, đại khái như vậy thì mình chỉ là phân tích này kia về cái nguồn gốc thôi. Như vậy là cứ bây giờ là có ai gọi vô là mình vẫn tiếp tục làm mai À, đen, đúng đúng rồi. chứ còn vẫn chưa tới lúc mà cười quệ quá phải ngưng. Nhưng mà thực tình ra mới là hai bữa nay cũng nản lắm. Nản chí lắm. Cái giống như cái ruột gan mình không có cho phép bỏ qua, cứ nói thôi tiếp tục tìm tiếp thôi chứ còn chắc chưa ngưng được đâu, Thì cứ tìm cái. trước đây cũng có lúc chị nản rồi ba chị mới mới khuyên rồi ba chị mới cho tiền thưởng đó mới mới ba ba chị mới cho tăng thêm tiền thưởng này kia đó thì cũng có thời điểm chị nản vậy qua một lần như vậy không trúng là Tìm cũng tính ra cũng lâu lắm rồi, hai chục 21 năm rồi. thì đó bởi vậy thôi thì bây giờ cũng chờ cái duyên ơn trên thôi chị ha chứ biết làm sao giờ Thì chịu thôi, dạ số phận mình chưa được gặp. Dạ. Vậy là bây giờ tóm lại là cái khay của cô Linda Kim thì coi như là không khai thác nữa chị ha, không có hy vọng nữa. Đúng rồi. Kể cả là bên gia đình có cho mẫu chăng nữa thì mình cũng không tiến hành nữa chị ha. Chắc không cần nữa, tại vì đã 3 lần rồi, Đúng rồi. 3 lần rồi mà cái này nó đi tới 10 đời, cái Dạ. này nó đi sâu thật, cái này nó tới 10 đời rồi, thành ra mình nghĩ rằng không thể nào dính đâu nổi nữa rồi. Đúng rồi. Mà bên trung tâm cũng đã giải thích rằng á, nếu vô máu thì lấy mẫu tóc và móng tay. Mà trong lúc đó mình đâu có lấy mẫu máu của cô đâu mà mình phải lấy mẫu của anh chị em trong gia đình chi cho phiền nữa. Đúng không? Từ Tuấn Tuấn Vĩ biết sao không? Chị không có nhìn theo cái khía cạnh này với cô nữa đó nha, mà chị đối chứng mấy người này với chị luôn á. Chị kiếm cái ADN của chị coi là chị có dính vô những người này không, mà chị kiếm không ra. Không có. Phải chi mà nó những người này á mà dính vô với chị á thì còn nói có cái lý do khác đó, là chị sẽ yêu cầu chị gửi email cho họ để thử ADN cá nhân với chị, nhưng mà họ không không dính vô với chị luôn đó. Chị kiếm ba người này nè, ba người này là ba người gần nhất với cô. Chị kiếm trên em của chị là nó không dính vô luôn, chứ nếu như mà một trong ba người này mà dính vô đó đó là mình lại có một cái lần xét nghiệm khác đặc biệt hơn. Nhưng mà ba người này chị kiếm hết trên cái phần ADN của chị không có đó. Nhưng mà nếu ba người này mà dính vô với chị á là nó cũng sẽ báo lên đây luôn, Đúng đó rồi. là chị đã khớp với người này và người này lại khớp với bên chị. Nhưng mà đàn này cuốn cũng có luôn, Không có dính líu gì hết trơn. không có một cái gì luôn, không không có một phần nhỏ luôn, có nghĩa là không có gì trống rỗng hết, Đúng không rồi. có bà thịt, không có một cái gì hết. Không có liên quan. Đúng vậy. Rồi, ok chị, thì em cũng
Xin ghi nhận cái điều này để cho cộng đồng có một cái cách nhìn gọi là nó tổng thể, và mình cũng có câu trả lời cụ thể là cái khay của cô Linda Kim xem như là đã khép lại, và xem như sau này nếu có duyên có dịp thì mình sẽ cũng ghé thăm cô. Còn cái việc mà khai thác về cái việc để đối chiếu với cô là không có nữa chị ha. Đúng rồi, là coi như 3 lần là mình đã thấy cái kết quả nó đã giống nhau hết cả 3 lần rồi, khóa tan 3 lần thì giờ nó đã 3 lần rồi, thành ra thôi thì bây giờ cũng chẳng biết nói làm sao, thì cũng hy vọng là cô từ từ rồi cô sẽ bớt buồn lần lần rồi. Còn bên chị thì chị cứ tiếp tục thôi. Rồi cũng hy vọng nếu qua cái chương trình này mà có người con nào xuất thân giống như chị Hằng thì biết đâu được đó là một cái sự may mắn, thì người đó sẽ lên tiếng và để đối chiếu mẫu với cô Linda Kim. Và hiện tại thì mẫu của Linda Kim thì đã có sẵn nên là cũng không cần phiền đến cô nữa, chỉ cần cái người con đó gửi mẫu về phía bên chị hoặc là phía bên Việt Nam thì họ vẫn đang giữ, thì đối chiếu cái là nó ra chứ cũng không cần phải thông qua nữa. Đó là một cái mũi thứ hai và cái hướng thứ hai chị. Như vậy cái mẫu ADN là để được bao lâu Tuấn bị? Ở Việt Nam đây thì họ nói là 6 tháng. Sau 6 tháng thì người ta hủy mẫu, hủy hủy cái hồ sơ đó. Là như sau 6 tháng nếu mà muốn làm lại Phải lấy. là phải lấy lại, có nghĩa là cô Linh Đài Kim cũng vậy, sau 6 tháng Đúng rồi. là mình phải lấy lại hết. Dạ đúng rồi. Ừ. Ôi, Đúng vậy khác ở bên quốc tế ha, bên quốc tế thì để vĩnh viễn luôn, để mãi luôn. Dạ. Cũng giống như cái áo gì đó, nếu ví dụ như mà cái áo đó mặc hoài nó không rách thì người ta không bán được cho ai. Theo em nghĩ là như vậy, thì nó cũng phải có niên hạn của nó, thì đó cũng là một cái cách mà gọi là người ta mở ra dịch vụ mà, cho nên là họ cũng bảo lưu cho mình một phần nào đó thôi, một một thời gian nào đó. Chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái khu du lịch nào đó mình chụp hình thì cũng trong vòng khoảng 1 tuần thì họ còn cái hình của mình, chứ ngoài 1 tuần thì họ đã dẹp hết, người ta không để cái hình đó cho mình nữa. Thôi thì bây giờ cũng không biết nói làm sao, thì chị cũng cảm ơn cộng đồng mạng, các cô bác rồi những anh chị. Thì bây giờ cái vấn đề của cô Linda Kim với chị thì coi như cũng đã giải tỏa được những thắc mắc rồi, cũng có câu trả lời với cộng đồng mạng là con cũng đã thử 3 lần rồi. Thì bây giờ thôi, không trùng hợp thì thôi, thì cứ nhận cô làm mẹ nuôi như vậy. Thì thỉnh thoảng gọi hỏi thăm cô, rồi có về thì cũng ghé thăm cô. Chứ còn bây giờ thực tình là con phải tìm cho tới hơi thở cuối cùng của con để con tìm cho ra mẹ ruột. Chứ không có vì một cái lý do gì để mà cho con giống như là phải ngưng. Trừ khi rằng là con đếm tới cái số tuổi mẹ con 90 rồi thì con ngưng, chứ không. Bây giờ là tiếp tục. Tội nghiệp. Thôi thì bữa nào có dịp chỉ về thì mình lên mình hát song ca với cô bài Con Đường Xưa Em Đi. Thương cô quá, tội nghiệp cô ghê vậy đó. Thì cô cũng hy vọng quá trời để cô nói không có kiếm đâu nữa hết trơn, nó đây chứ không ai hết trơn, cũng không ra thì. Bởi vậy nói câu nói đó cho nên mình cứ chắc như bắp. Chính cô đây rồi, trong bụng chị nói rồi, chính bà đây rồi nữa chứ. Mà mọi việc đều trùng khớp hết trơn ha, kể cả là ba của chị, kể cả ba của chị mà cô nhìn hình cái là cô nói liền là ổng đây nè, ổng đây nè, đây là người đã quen cách đây 50 mấy năm về trước. Cô nói thẳng thừng như vậy chứ cô không có đắn đo này kia gì hết trơn, bởi vì nó lạ lùng ở chỗ đó đó. Bởi hôm mà cô nói là body baby Linda, chị đâu dám nói, đâu dám nói qua tiếng Anh cho ba nghe đâu, tự có bà mẹ bà ngồi đó. Nhưng mà ông ba ông cũng chắc ông không hiểu thôi, chứ chắc ông cũng có cái cảm giác là bà nói gì. Tại vì nhiều khi chị ngồi chị nói chuyện lâu lâu chị lọt vô câu tiếng Việt hỏi ba hiểu không, không hiểu nhưng mà có cái cảm giác hình như là như vậy thì đúng. Rồi chị, thôi chị nghỉ ngơi ha. Chúc sức khỏe chị nha. Rồi, cảm ơn Tuấn Vĩ nhiều lắm, gửi lời thăm vợ Tuấn Vĩ với mấy cháu luôn nha. Dạ, rồi có Rồi. tin gì của ai báo thì em sẽ cho chị hay.
Rồi, rồi cảm ơn cộng đồng mạng, chào luôn nha. Dạ dạ rồi chị, bye bye chị.